Đi săn thú rừng ở Mỹ mà không có bằng là sẽ bị phạt các bạn nhé. Hôm nay Cường sẽ cho các bạn biết bằng đi săn ở Mỹ bao nhiêu tiền và nếu săn quá tải thì sẽ bị phạt như thế nào. Ở Mỹ thì có rất là nhiều thú rừng, nhất là thành phố của Cường đang ở. Các bạn sẽ thường xuyên thấy ngõng nai, vịt, sóc, chồn, thỏ và gà lôi và các bạn hay thấy những động vật này hai phía bên đường khi các bạn chạy xe và nhất là những chú nai hay băng qua đường gây tai nạn giao thông. Và ở thành phố Cường thì có những cái bảng nai như thế này để báo cáo cho mọi người biết là khu này có rất là nhiều nai, cho nên phải chạy rất là cẩn thận và đụng một chú nai là hư cả một chiếc xe các bạn nhé. Và ở thành phố Cường thì trên 12 tuổi các bạn mới được đi săn và mua một cái bằng đi săn là 22 đô tương đương với 533 000 đồng Việt Nam nếu các bạn hơn 70 tuổi thì chỉ có 5 đô la thôi và những bạn khuyết tật thì không cần phải mua và những bạn đi săn từ tiểu bang khác tới mua bằng để săn ở New York sẽ tốn 100 đô tương đương với 2 triệu rưỡi đồng Việt Nam và một điều quan trọng là đây là chỉ giấy phép đi săn thôi nếu các bạn đi săn nai thì cộng thêm 10 đô la săn vịt thì cộng thêm 25 đô la và săn gà lôi thì 10 đô la và giá cho những thợ săn từ tiểu bang khác là gấp đôi các bạn nhé và nếu các bạn muốn đi câu cá thì bằng câu cá 25 đô một năm tương đương với 600 ngàn đồng Việt Nam và nếu các bạn muốn bằng câu cá cả đời thì là 460 đô tương đương với 11 triệu đồng Việt Nam và một điều rất là quan trọng khi các bạn đi săn mà không có bằng đi săn trái phép sẽ bị phạt 1.000 đô khoảng 25 triệu đồng Việt Nam hoặc là ở tù giam 90 ngày và nếu tội nặng thì bị phạt cả hai và một điều quan trọng khi các bạn đi câu cá là không được câu những con cá quá nhỏ nhỏ hơn mức quy định là họ sẽ phạt các bạn phạt từ 50 đô cho tới 200 rưỡi đô một con và ở Mỹ thì không phải ngày nào các bạn cũng được đi săn và phải vào đúng mùa thì các bạn mới được đi và đồ đạc đi săn và câu cá ở Mỹ bán khắp mọi nơi và giá cả cũng rất là tốt và có rất là nhiều loại cho các bạn lựa chọn và đủ loại giá cả từ thẻ túi tiền của các bạn, 10 đô la, 20 đô la, 30 đô la cũng có. Và ở Mỹ thì có rất là nhiều siêu thị bán những đồ như thế này. Và bên này cũng bán luôn những cây súng đi săn, giá từ 50 đô cho tới 200 đô. Săn trái phép ở thành phố các bạn có bị phạt không? Các bạn nhớ comment ở dưới cho biết với nha. Và các bạn nhớ theo dõi kênh của Cường để biết thêm về thông tin ở Mỹ nha. Và các bạn nào biết thêm thì nhớ mình ở dưới cho mọi người biết với nhé. Và đây là tiểu bang New York.